và kính thưa quý vị được biết rằng EU sẽ ký thỏa thuận thương mại đầu tư với Việt Nam vào cuối tuần này. Đây là tin tức đến từ Hà Nội. Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Liên minh Châu Âu còn được gọi tắt là EU và Cộng sản Việt Nam sẽ ký thỏa thuận thương mại và đầu tư vào ngày 30 tháng 6, cho dù Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền trầm trọng và đàn áp khốc liệt giới bất đồng chính kiến. Theo truyền thông lề đảng thì Hội đồng Bộ trưởng của EU đã phê duyệt các hiệp định thương mại và đầu tư giữa EU và Việt Nam và bà Cecilia Malmström, Ủy viên Thương mại và ông Stefan Radu Opria, Bộ trưởng Kinh doanh, Thương mại và Doanh nhân Romania sẽ thay mặt của khối này ký hai thỏa thuận tại Hà Nội vào Chủ nhật sắp tới. Báo chí quốc doanh có viết rằng hai hiệp định sẽ mang đến lợi ích chưa từng có cho cả doanh nghiệp, người tiêu dùng và người lao động EU và Việt Nam cùng lúc đó mang đến cơ hội cải thiện quyền lao động và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU tại khu vực ASEAN, chỉ sau Singapore. Dù đầu tư của EU vào Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, ở mức chỉ khoảng 6 tỷ euro trong năm 2017, ngày một nhiều doanh nghiệp của EU đang thành lập văn phòng tại khu vực sông Mekong. EU nhập cảng từ Việt Nam chủ yếu các mặt hàng bao gồm thiết bị viễn thông, hàng da dày, dệt may, nội thất và nông sản. EU xuất cảng sang Việt Nam nhiều loại mặt hàng như máy móc, thiết bị, hóa phẩm, đồ ăn thức uống. Theo nhiều nhà hoạt động nhân quyền, EU đã đặt lợi ích kinh tế lên trên vấn đề nhân quyền trong việc ký kết với nhà cầm quyền Hà Nội.